Vượt mặt chủ nhà, tuyển Olympic Việt Nam ẵm chọn giải đặc biệt tại Olympic Khoa học Quốc tế tại Hàn Quốc. Xin chào quý vị khán giả của Vietnam Prosperity. Các bạn thân mến, chỉ trong một thời gian ngắn mà các đội tuyển Việt Nam đã liên tục gặt hái được những thành tích đáng nể tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Vừa mới đây thôi, học sinh Việt Nam đã gây choáng ở Olympic toán học trẻ quốc tế khi giành tới 15 huy chương. Ngay sau đó, tại Olympic Khoa học Quốc tế vừa diễn ra tại Hàn Quốc cách đây vài ngày, các bạn trẻ Việt Nam lại tiếp tục xuất sắc vượt qua hàng trăm đối thủ đến từ các quốc gia có nền giáo dục phát triển để giành giải đặc biệt đấy các bạn ạ. Vậy các bạn thí sinh Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng tự hào nào? Điều gì đã giúp các em học sinh Việt Nam đạt được thành tích đáng nể như vậy? Hãy cùng theo dõi video ngay bây giờ nhé! Thưa các bạn, Olympic Khoa học Quốc tế Hàn Quốc 2024, viết tắt là KIYO4I, được tổ chức hàng năm bởi Hiệp hội các nhà sáng chế và doanh nhân nữ thế giới WWIEA với sự tài trợ của nhiều tổ chức khoa học quốc tế như Tổ chức Trí tuệ Thế giới WIPO, Tổ chức Phát minh Châu Âu EAPO nhằm khuyến khích thế hệ trẻ không ngừng sáng tạo, tìm tòi về khoa học kỹ thuật. Năm nay, các đội tuyển Việt Nam tham gia nội dung thi Team Creativity, một nội dung đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng làm việc nhóm hiệu quả. Olympic Khoa học Quốc tế Hàn Quốc 2024 được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8. Kỳ thi đã quy tụ nhiều đội tuyển đến từ các quốc gia trên thế giới, trong đó có 3 đội tuyển đến từ Việt Nam. Cuộc thi đã khép lại với những thành tích vô cùng ấn tượng của các đội tuyển học sinh Việt Nam. Các đội tuyển này đã xuất sắc giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 giải đặc biệt Grand Prix, khẳng định vị thế của học sinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam 2 gồm các học sinh Nguyễn Quỳnh Chi, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội, Trần Diệu Huyền, trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc Hạ Long, Quảng Ninh, Hoàng Quân, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội, Nguyễn Trà My, trường Trung học phổ thông Hòn Gai, Quảng Ninh và Phạm Nhật Quang, trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành huy chương vàng cùng giải đặc biệt Grand Prix. Giải đặc biệt này được trao cho đội tuyển đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tính thiết thực và sáng tạo của đề tài dự thi. Đội tuyển Việt Nam 1 cũng đã xuất sắc mang về thêm một huy chương vàng. Đội tuyển này bao gồm các học sinh Mai Trí Kiên, trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hoàng Thiên Sơn và Lê Việt Linh, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Trương Uyển Linh và Trương Bảo Linh, trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đội tuyển 3 cũng không kém phần ấn tượng khi giành huy chương bạc. Đội tuyển này bao gồm các học sinh Trần Đức Thái và Ngô Hoàng Anh, trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh, Hoàng Duy Hưng, trường phổ thông liên cấp FPT Hà Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cao Khang, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trưởng đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Khoa học Quốc tế Hàn Quốc 2024 đã chia sẻ: với khả năng sáng tạo và niềm đam mê mãnh liệt với khoa học, các em học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành được 2 huy chương vàng kèm giải đặc biệt và 1 huy chương bạc tại cuộc thi Olympic Khoa học Quốc tế Hàn Quốc. Đây là thành tích rất đáng tự hào. Vâng, thưa các bạn, không chỉ là niềm tự hào của ngành giáo dục Việt Nam, những thành tích này còn là minh chứng cho sự nỗ lực và tài năng của các em học sinh, cũng như sự hỗ trợ và định hướng đúng đắn từ các thầy cô giáo và gia đình. Các em đã khẳng định rằng, học sinh Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh và giành chiến thắng trên sân chơi quốc tế. Tại kỳ thi Khoa học Quốc tế Hàn Quốc 2024, các đội tuyển từ nhiều quốc gia khác cũng tham dự với lực lượng mạnh và nhiều thí sinh ưu tú. So với các quốc gia khác thì thành tích của Việt Nam tại kỳ thi Olympic Khoa học Quốc tế Hàn Quốc năm 2024 thật sự ấn tượng. Việt Nam đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh mẽ để giành được các giải thưởng cao quý. Điều này cho thấy sự phát triển vượt bậc của giáo dục Việt Nam và tiềm năng to lớn của các học sinh Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Việt Nam hiện đang ở ngã rẽ trong quá trình phát triển với mục tiêu tăng trưởng dựa trên năng suất lao động và đổi mới sáng tạo. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi mà khoa học và công nghệ trở thành động lực chính thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Và thế hệ học sinh trẻ của Việt Nam đã và đang chứng minh tiềm năng to lớn của mình qua những thành tích ấn tượng, các giải thưởng danh giá tại nhiều kỳ thi quốc tế và được nhiều chuyên gia trên thế giới đánh giá cao. Dưới đây là một số thành tích nổi bật. Tại Olympic quốc tế, học sinh Việt Nam liên tục đạt thành tích cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế về toán học, vật lý, hóa học hay sinh học. Điển hình như tại Olympic Sinh học Quốc tế IBO năm 2024, đội tuyển Việt Nam có 4 học sinh dự thi. Kết quả 4 trên 4 học sinh đoạt huy chương, gồm 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.
10 trên 10 thí sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev 2024. Tại Olympic Toán Quốc tế IMO năm 2024 tại Vương quốc Anh, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 6 học sinh dự thi và kết quả đạt 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và 1 bằng khen. Tại Hội thi Khoa học Quốc tế Intel ISEF dành cho học sinh trung học diễn ra ở Mỹ, Việt Nam ta cũng thắng lớn với 4 dự án đoạt giải 3, chiếm tỷ lệ đoạt giải là 70% số dự án dự thi, trong khi đó tỷ lệ dự án đoạt giải của cuộc thi chỉ là 26%. Một số dự án xuất sắc của học sinh Việt Nam đã được vinh danh tại cuộc thi này, bao gồm các nghiên cứu về môi trường, công nghệ sinh học và các giải pháp kỹ thuật sáng tạo. Hay tại First Robotic Comparison, đây là một trong những cuộc thi robot nổi tiếng thế giới, nơi học sinh Việt Nam đã chứng tỏ khả năng lập trình và kỹ thuật vượt trội. Đội tuyển Việt Nam không chỉ tham gia mà còn đạt được nhiều giải thưởng, chứng minh khả năng sáng tạo và kỹ năng kỹ thuật của mình. Các cuộc thi này không chỉ là nơi học sinh thể hiện tài năng mà còn là cơ hội để giao lưu, học hỏi từ bạn bè quốc tế, qua đó nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình. Với những thành tựu đã đạt được trên trường quốc tế là minh chứng rõ ràng cho khả năng và tiềm năng của chúng ta. Các bạn ạ, Việt Nam đã đặt mục tiêu giáo dục là quốc sách hàng đầu và phát triển giáo dục được xác định đóng vai trò là một trong 3 khâu đột phá để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Tất nhiên, nâng cao chất lượng giáo dục là một quá trình lâu dài và đòi hỏi sự nỗ lực của nhiều bên. Chúng ta cần có một chiến lược phát triển giáo dục dài hạn, trong đó bao gồm việc đầu tư vào cơ sở vật chất, đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng cao và đặc biệt là tạo ra một môi trường học tập thân thiện, khuyến khích sự sáng tạo. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, chính phủ và các tổ chức giáo dục đã không ngừng tìm kiếm và nuôi dưỡng những viên ngọc quý thông qua những sân chơi bổ ích như các cuộc thi học sinh giỏi, rung chuông vàng, các cuộc thi tìm kiếm tài năng. Tại đây, các bạn nhỏ được thỏa sức thể hiện khả năng của mình, được gặp gỡ những người bạn cùng sở thích và cùng nhau chinh phục những đỉnh cao tri thức. Bên cạnh việc tạo cơ hội cho học sinh phát triển tài năng của mình, chính phủ và các tổ chức giáo dục còn đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đổi mới phương thức dạy và học. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức một chiều, các giáo viên sẽ khuyến khích học sinh tự học, tự khám phá thông qua các hoạt động thực hành, dự án và thảo luận nhóm. Nhờ đó, các thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn trở thành những người bạn đồng hành, giúp học sinh khám phá và phát huy tối đa khả năng của bản thân. Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế cũng là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm từ các nước có nền giáo dục phát triển như Phần Lan, Singapore. Ví dụ, Việt Nam có thể tham gia các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên, mời các chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy hoặc tham gia các dự án nghiên cứu quốc tế. Những bước đi đúng đắn và chiến lược phù hợp sẽ giúp Việt Nam trở thành một quốc gia tiên phong trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên bản đồ thế giới. Các bạn có đồng ý với nhận định trên không ạ? Hãy để lại bình luận của bạn nhé! Và video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để liên tục cập nhật những thông tin thú vị về Việt Nam xinh đẹp. Nếu bạn muốn ad làm về chủ đề nào tiếp theo, đừng ngần ngại để lại comment ở phía bên dưới nha. Chúng mình sẽ luôn trân trọng những ý kiến đóng góp từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!